Rồi, không thấy hai đứa ngồi xích cho anh thấy. Với cái blog này thì Cúc cho mọi người gặp gỡ các bạn ở Sapa, đây là những bạn trẻ. Tụi em là quê ở đây luôn hả? Thủy là ở đâu? Em ở Cao, còn Quỳnh ở Sapa. Là hai bạn sẽ cùng với Phúc trải nghiệm những cái hành trình với VTV sẽ ở Screen, là cái nơi địa điểm đẹp sống ảo của Hiếu Vinatour, Phúc chia sẻ ở những cái phần đầu của tập ngày hôm nay á. Sau đó là sẽ Vitamin Tour. Ở Vitamin Tour hả? Và, hay là Vinatour? À Vitamin Tour. Còn một cái là bản cát cát hả Hiếu? Yeah. Em chia sẻ hai địa điểm này cho mọi người biết đi. Thứ nhất là Screen trước đi. Ai đi rồi? Phúc Thủy đi chưa? Quỳnh chưa? Quỳnh thấy sao Quỳnh chia sẻ sao? Em sợ đấy là cái thứ gì đấy, mẹ con cái thứ gì đấy thì nó tự nhiên, nhưng mà hình sao nó giống như nước ngoài em ha. Như ở Bali vậy. Nhưng mà vé em thấy từ 100 tới 200 ngàn hợp lý không? Tại vì em thấy cái vé giá vé đó là 100 thôi. À, thế là xin lỗi, tại vì mình đi chùa mọi người, mình không phải trả tiền mà không biết 80 tới 100 ngàn. Ông chủ đứng sau lưng nhắc tuồng và cái gì em thấy hợp lý không, hay là mình cần rẻ nữa hay sao đó? Em thì sinh viên học sinh được. Anh thấy các bạn trẻ tới đây là cứ vào riêng, và các bạn trẻ ở Sapa cũng tới riêng chụp nhiều. Mà cái ở ngoài thì anh không biết tại sao cho nhìn nó bình thường, nhưng mà lên hình tổ đúng là sống ảo như ông chủ rồi đó mọi người. Như ông chủ Hiếu Vitamin Tour đó mọi người, thì ông sống ảo nằm xa thì cái chỗ ổng nó như vậy. Còn với chắc chắc thì sao? Phải... chỉnh sửa là một cái khu du lịch hả? Ôi trời ơi, nghe là thấy khoái rồi đó nha. Ôi. Còn Thủy thì thấy như thế nào về cát cát? Em thấy như thế nào? Em cảm giác ra về cát cát nó giống như là nó như thế nào? Đến một nơi là nghe cảm giác nó có gì đó, một cái không khí của một dân tộc ấy. Cảm giác khi mình đến, mình vào một đảo, khi các nước ngoài đến đây cảm giác là đến đây mình những cái thứ mà họ chưa được cảm nhận, trải nghiệm ở đất nước của họ. Ôi, giữa hai người đẹp mà. Ý là tụi em á, đây là ông chủ Hiếu Vitamin Tour nha. À, Hiếu thì chia sẻ lên từ người Screen, tại vì Nguyễn với Quỳnh thì chỉ khen đẹp, nhưng mà nó quan ra nó còn cái gì nữa hấp dẫn. Mọi người tưởng là ý tưởng từ đâu em làm cái nơi này. Đây là video xin chân Quỳnh của anh. Chào mọi người đến với kênh YouTube của anh Phúc, và Hiếu là chủ Screen Sapa và là giám đốc Vitamin Tour. Welcome các bạn đến với Screen, và như hai bạn nữ vừa chia sẻ thì Screen của mình còn có nhiều hơn thế nữa. Khách hàng đến đây thì cái câu chuyện vừa anh Phúc nói ra vé, đây mình không có vé, mình nói là combo, combo dịch vụ. Khách hàng vào đây là được trải nghiệm check-in tại Screen Sapa này. Mình từng cái mô hình đó sẽ có nhân viên đứng ở đó để hỗ trợ khách chụp hình. À là nhân viên chụp hình cho khách luôn. Nhân viên chụp hình bằng điện thoại của khách và sẽ có khóc chụp rồi cách tạo dáng các thứ cho khách rất là nhiều. Ok, và kèm một đồ uống. Là 80.000 nó có chụp hình rồi có đồ uống nữa. Yes. Rồi có, sao có em lời? Có 80.000, 100.000. Đó, tại vì là từ thiện hết. Không hẳn, thì là vì cái đam mê và cái duyên yêu Sapa nữa, chứ là nhiều, vì thích những cái bạn trẻ có những tấm hình đẹp thì tới muốn tạo một cái điểm như vậy. Em quê em cũng Sapa. Em ở từ em ở Bắc Giang. Nhưng mà em lại muốn làm đẹp cho một nước Sapa, tại vì là có rất là yêu cái mảnh đất này và có duyên với mảnh đất Sapa, cho nên em muốn làm một cái điểm check-in. Và Xuân Sapa là nơi mà em thể hiện rằng là mình yêu Sapa và mình có cái đam mê với du lịch, với đặc biệt với du lịch. Nhưng mà anh đang thắc mắc là ý tưởng là từ đâu mà em chọn cái điểm đó để em làm cái Xuân, nên tại sao không phải địa điểm khác ở Sapa? Yes, thực ra là năm ngoái Xuân Sapa em làm bắt đầu cuối năm ngoái, vào tháng 4 mình bắt đầu hoạt động. Năm ngoái em có đi một cái chương trình phong trúc ở bên Bali, Indonesia. Thì bên đó thấy rằng là wow, 85 đô một người vào. Cảnh của họ so với Việt Nam mình không chắc đẹp như mình đâu. Sapa mình đẹp hơn rất là nhiều. Là Bali, đi thôi, Bali. Bali. Tại sao về Việt Nam mình, về Sapa không làm một cái điểm check in? Đó, thì từ đó em thôi thúc về Sapa, em đi tìm đất, rồi em đi tìm những cái đẹp. Thì quyết định làm Xuân Sapa trong một năm. Có nghĩa là nó cũng mới mở trong 5 năm thôi, chứ nó cũng không phải là mở lâu rồi. Chính xác, chính xác. Mà hot lắm nha mọi người, cái điểm cuối tuần check-in sống ảo của rất nhiều bạn trẻ. Và hiện nay thì anh biết là Hiếu còn đang tính mở thêm các địa điểm Screen như vậy ở khắp các nơi trên cả nước nữa. Vì là cái mục tiêu và đam mê của Hiếu là Screen Việt Nam. Hy vọng rằng là chuỗi luôn. Dạ. Sẽ có Screen ở các nơi ở Việt Nam. Chúng ta sẽ được đi chơi khắp nơi đó Quỳnh. Anh nói vấn đề gì câu chuyện cho nó lại đi, em chưa kịp quay nè, bây giờ em mới câu này hay nè mọi người. Cái gì mà dán cái gì, đầu tiên là cô Gió Thảo đây. Cô Thảo nói, cô Gió Thảo không biết gì, cô Thảo xúi anh Ánh làm cái gì. Anh Ánh làm cái gì đó xong bạn Quỳnh kêu là sẽ bị bỏng anh Ánh ơi. Thì cuối cùng là cô Thảo xúi cái gì mọi người. Em không làm cái gì, em
cô vừa mới xúi một cái gì đó, cô giáo Thảo vừa xúi gì đó thì anh Ánh mới nói là để làm theo. Làm theo xong cô Quỳnh mới kêu là anh làm theo anh sẽ bị bỏng. Thì cuối cùng là cô xúi cái gì mọi người? Cô giáo Thảo cô bảo là không biết gì. Thế anh bảo là làm theo cái không biết gì đấy. Thì Quỳnh sợ bị bỏng không biết gì. Quỳnh lại kêu cho bỏng không biết. Cuối cùng là cô giáo Thảo xúi cái gì không em? Anh không nghe được câu chuyện đấy. Cô giáo Thảo xúi là dán miếng dán giữ nhiệt vào vào chỗ ấy của anh Ánh. Thì bạn Quỳnh rất là sợ, Quỳnh kêu là không chạy đóng mắn không chạy rồi. Anh mặc có một áo len bên trong à? Áo nhỉ ở trong nữa. Mấy cái bên trong đó mà. Thế em bao nhiêu tuổi? Ai? Hả? Cháu. Cháu anh? Cháu tuổi á? Cháu 18. Cháu 18 thế thì già hơn người yêu anh 2 tuổi. Già hơn người yêu anh 2 tuổi. Đi xe phương chở hả? Bây giờ mới được thấy mặt coi đâu mọi người. Rất là lạnh luôn, nói chung là chùm kín mít, mặc 2-3-4 áo gì nó không xi nhê gì hết. Áo như Vân mới ấm á, đúng không? Áo Vân là đúng đúng luôn, áo luôn ấy luôn hả? Đúng rồi, Vân à. Có. Bà Vân còn bán được quá rồi, bà 3 lít. 3 lít là 3 triệu hay bao nhiêu? 300. Bà xị chứ, nếu mà 300 là bà xị. Đốt nhà không? Đốt nhà không à? Ủa sao mình cái đường mình vẫn chưa xong hả? Linh hả? Linh đang làm cái bộ cái có nước á. Lần này cái ảnh này 3 tiền. Hello. Đi đâu đấy hả? Có xe là toàn gái không nhỉ? Xe này là kêu là xe này là nữ nhi quốc á, kêu là tay du ký là nữ nhi quốc á. Ồ, toàn hot girl nha. Em ơi đi không em, đi bao nhiêu nè, đi bao nhiêu nè. Em ơi lại la lại la. Kéo lên nè, kéo lên nè. Giao nhau đi em. Anh ơi, đội tuổi trẻ nó xong nhanh thật. Đây là bọn yêu tinh nhàn nhẹn. Bọn ta là Tôn Ngộ Không mà chưa bắt giới sẽ đánh yêu tinh nhàn nhẹn. Lại la. Cô vẫn chưa đi nữa hả? Lần này nó mới nhấp nhổm tới đây thôi mọi người, vẫn chưa đi được. Đường đi lên nó rất là mờ nha mọi người, nó mờ. Mọi người coi nè. Đúng là thị trấn Sa Pa mờ sương luôn. Đúng không? Gọi là thị trấn Sa Pa. Thị trấn giữa sương mù. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới được với screen của bạn Hiếu Vitamin Tour nha mọi người. Cái tập này thì có thằng tay chết đấy, quả đấy đây. Nói cộng bô 100.000 mà cộng bô 120.000 thì lối vào. Mọi người quay lại chào cái nào, say hi nào. Giờ đi đi. Never feeling real. They don't know nothing. No, they don't.
like that, running in circles. But I'm dancing tonight in this flashing light. Your Polaroid loves me. They don't know nothing. No, they don't know nothing. What it's like to be seen through magazines. Never feeling real. I'm a camera girl in a camera world. I'm a camera girl. Không đùa được đâu mọi người ơi. Đó, Vân làm chứng nha. Đây, bạn ấy bơi thiệt ở Sa Pa. Trời ơi, em dám bơi luôn hả Thủy? Vân đang hỏi có lặn hay không mà bây giờ. Đó, cho nên mọi người thấy là chúng tôi là Thủy ở Sa Pa nói không có đùa nha. Hai mảnh và bơi đàng hoàng luôn nha mọi người. Quỳnh là núp vào trong kia, Quỳnh chắc Quỳnh lặn đó rồi. Em hay bơi và trời lặn như vậy luôn hả Thủy? Nhưng mà sao ta cái sức đề kháng mình tốt và cái mình quen rồi đúng không? Nhưng mà khỏe. Bây giờ nó con gái Lào Cai là không có hiểu đùa được đâu nha. Đây Quỳnh thế nào mọi người bơi thiệt luôn, không có đùa. Lát nữa bơi. Lúc đấy là Quỳnh giúp anh là Quỳnh vẫn ở đây nhé. Nhưng mà bạn ấy vào sân, okay anh. Rồi thì nói chuyện xong bạn chỉ bằng lên mà sẽ đi vào trong kia. Quỳnh vẫn ở đây cho anh nhá, để lấy cái cảnh Quỳnh ơi. Dạ. Đây này. Bạn Thủy đi vào, tôi lạy hồ mà ở ngoài trời đang mấy độ mà mấy bạn này bơi. Tôi ngưỡng mộ các bạn gái Lào Cai quá chứ. Hà dám bơi không Hà? Dám bơi không? Đây là cái view Hanoi cà phê. Mọi người đang sẵn sàng cho những cái công đoạn cuối cùng mà chúng tôi lên hình livestream thì mọi người coi trên VTV2 chất lượng cuộc sống nha. Còn những cảnh hậu trường vui vẻ thì coi trên HKB Entertainment Official nha mọi người. Đó, thì tôi sẽ... Mẹ.